Một người nếu như không có khát vọng, không có hoài bão, không có ước mơ thì sẽ không thể thành công. Vì sao? Vì cái thứ nhất là họ sẽ không có cái động cơ, cái động lực để có thể bắt đầu và dám làm bất kỳ một cái điều gì, đặc biệt là làm cho nó ra trò hay là làm cho nó ra cái kết quả. Yếu tố số 2 là cho dù người ta đã dám bắt đầu thì nếu như không có một cái khát vọng, một cái hoài bão hay một ước mơ lớn thì người ta sẽ không đủ cái dũng khí, sự kiên trì để có thể vượt qua hết những cái khó khăn, những cái thử thách hay thậm chí là những cái nghịch cảnh và thất bại trong cái hành trình đi đến thành công đó. Vì không có bất kỳ một con đường nào, một hành trình nào là trải đầy hoa hồng, đặc biệt là cái con đường trở nên tốt hơn, con đường đi đến sự tiến bộ và thành công. Và ngược lại, nếu như một người họ có quá nhiều tham vọng, quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão, quá nhiều những cái mục tiêu thì cũng sẽ rất dễ gặp những thất bại. Vì lúc này, vì nó quá nhiều như vậy, họ không biết là sẽ phải dùng nguồn lực, tập trung nguồn lực, ưu tiên vào việc gì và lúc nào, cũng như sẽ không đủ được cái thời gian, cái sức lực để có thể hiện thực hóa được hết tất cả những cái mục tiêu đó. Vậy thì điểm giữa đó là chúng ta cần phải có khát vọng, chúng ta cần phải có những ước mơ, chúng ta cần phải có những cái hoài bão mà nó phải đóng ngoặc và mở ngoặc là phải lớn. Nhưng sau đó chúng ta cần phải tiết chế lại, tức là chúng ta cần phải hạn chế lại, co lại để xác định được thông qua cái quá trình phân tích của mình. Tức là phân tích ở đây là phân tích hệ quả để mình xem thử rằng cái ước mơ nào, cái mục tiêu nào, cái hoài bão nào của mình nó có thể mang lại cho mình nhiều cái giá trị tốt đẹp nhất, nhiều kết quả tốt nhất, thì mình sẽ lựa chọn một trong số những cái ước mơ hoài bão đó của mình. Và khi mà mình đã lựa chọn được cái ước mơ hoài bão, cái mục tiêu của mình rồi, sau khi cái phân tích kỹ lưỡng thì lúc này mình bắt đầu có thể tập trung nguồn lực này, biết ưu tiên này, và cùng với cái sự kiên trì và chăm chỉ trong xuyên suốt một cái hành trình sắp tới thì cái cơ hội thành công của bạn cũng như là như tôi mới có thể có được cái cơ hội để chúng ta có thể có được cái cơ hội thành công cao hơn trong tương lai.